Công ty nhà đất Huyền Trân Thái xin chào cô chú và anh chị, em là Thu Nhiên. Thì hiện tại là em đang ở ấp Lương Phú C của xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là có một miếng đất vườn cây trái đang bán, để em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Đất mình thì sẽ được nằm trên mặt tiền đường bê tông công cộng này luôn. Đường này là khoảng 3,5 m và xe ô tô, xe tải là cô chú anh chị mình đi thoải mái luôn. Tổng diện tích miếng đất của mình là khoảng 2.549 m² và chủ kêu giá là 1.950.000.000 1.000 m² nha. Thì nhân ra miếng đất này là tầm khoảng 4.970.000.000 á. Giá cả là mình sẽ thương lượng trực tiếp với chủ đất luôn ha. À, nếu như mà cô chú anh chị mình đi theo cái hướng này á, là một cái đoạn đường thông để cô chú anh chị mình sẽ có thể đi về chợ Thanh Bình của chợ Gạo nè, đi về thị trấn chợ Gạo hoặc là về Mỹ Tho là được luôn ha. Đó. Rồi còn cái hướng ngược lại ở bên đây nè thì cũng là một cái hướng để cô chú anh chị có thể đi về đường tỉnh lộ 879 nè, về chợ Bến Tranh, về ngã tư Lương Phú hay là về Mỹ Tho là đều được hết luôn nha. Đó, thì đây là hướng đường thông ha. Còn miếng đất mà hôm nay em muốn giới thiệu cho cô chú anh chị á, là cái miếng đất ở bên đây nè. Đây là miếng đất ở bên đây nè ha. Đất mình á, thì ở trong sổ á, tổng diện tích là khoảng 2.549 m², trong đó là có 300 m² thổ cư luôn. Mặt tiền bề ngang của mình khá là rộng luôn, là khoảng 35m8. Thì bề ngang 35m8 là mình sẽ được tính từ ngay chỗ vị trí ở cái khoảng ở đây nè. Đó, từ vị trí cái khoảng này ha, mình sẽ đo dài qua bên đây luôn. Đây, để em sẽ đi qua cho cô chú anh chị xem nha. Bề ngang là khoảng 35m8 và hậu của mình nở hậu ra là khoảng 42m nha. Còn chiều sâu vô thì một bên là 70, một bên là 77 ha. À, không khí ở đây thì em cảm thấy rất là mát luôn. À, cô chú anh chị mà xây nhà vườn thì em nghĩ là cái miếng này là quá là hợp lý luôn rồi. Đó, anh chị xem nè, trời ơi, gió đã lắm luôn á. Rồi thì ranh giới của mình bề ngang 33, khoảng 35m8 là nó sẽ tới ngay chỗ cái khoảng cây trụ này nè. Đó, giáp ranh với nhà hàng xóm luôn. Đất có thì cũng cao ráo nè ha, trong đất có thì cũng có trồng một vài loại cây trái nè. Xung quanh thì giáp nhà của hàng xóm không có màu mã ha. Thì để bây giờ em sẽ, còn cái chiều sâu vô á, mé bên mà giáp ranh với nhà hàng xóm bên đây là khoảng 77 nha. Còn chiều sâu vô cái mé bên đây là khoảng 70 nè. À, giá thì là 1.950.000.000 1.000 m², thì tính ra miếng này là khoảng 4.970.000 á, thì giá cả thì mình còn thương lượng với chủ nữa ha. À, nếu mà cô chú anh chị nào mà mình có đủ vốn á, thì mình có thể mua hết nguyên một miếng luôn. Còn mà cô chú anh chị thích mua một miếng nhỏ thôi á, là phân nửa thì khoảng 1.000 mấy trăm m² á, thì chủ vẫn cắt ra để bán cho cô chú anh chị luôn. Thì cắt ra thì mặt tiền bề ngang của mình á, là cũng tầm khoảng 17m mấy nha. Rồi, em sẽ dẫn cô chú anh chị đi vô xem đất nha. Trong đất mình em thấy có trồng dừa nè, rồi trồng bưởi nữa. Hình như ở phía sau là có nguyên một cái vườn mít luôn, rất là tươi tốt luôn. Đó, giáp ranh với nhà hàng xóm luôn nè. Vị trí ở đây thì điện nước wifi là sẽ có đầy đủ luôn ha. Đó, đây là nguyên miếng vườn của mình nè. Em thấy cũng khá là tươi tốt luôn á. Đó, ở phía sau là nguyên một cái vườn mít luôn nè. Đang có quay lại luôn nha. Dừa thì cũng có trái rồi nè. Bưởi thì em thấy cũng chuẩn bị cho trái rồi. Em thấy là cũng có bông rồi rồi. Rồi ở phía sau thì có nguyên một cái vườn mít luôn. Đó, cô chú anh chị xem nè. Đó, thì đây là nguyên một cái vườn mít của mình luôn nè ha. Mít này thì em thấy chắc chủ cũng mới trồng đây thôi, cũng chưa có trái nữa ha. Về thì cô chú anh chị mình có thể chăm sóc vô, đầu tư vô thì cây trái nó sẽ tốt hơn ha. Để em sẽ đi qua đây cho cô chú anh chị xem nha. Đó. Rất là thích luôn.
mấy cái ao nhỏ nhỏ này nè, thì cô chú anh chị mình có thể mình nuôi ốc này ha, còn không á thì mình có thể nuôi một vài loại cá cũng được ha. Thì ở đây á là thuộc về ấp Lương Phú C của xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đất mình thì sẽ được nằm trên mặt tiền đường bê tông công cộng khoảng 3,5 m. Đường đó là một hướng đường thông luôn. Một hướng thì có thể thông ra đường tỉnh lộ 879, một hướng thì sẽ thông ra đường lộ tổng để về thị trấn Chợ Gạo nha. Đất thì đã có sẵn 300 m² thổ cư rồi, sổ hồng thì có đầy đủ luôn ha. Cô chú anh chị mình quan tâm thì mình có thể đi xem và gặp chủ thương lượng luôn. Ranh giới đất của mình hả, thì chắc là tới đâu ta? À em thấy rồi. Đây đây đây, em thấy cây trụ rồi, để cho cô chú anh chị xem nè. Thì hết nguyên cái vườn mít này là hết đất của mình nha. Thì đây là trụ ranh giới ở phía cuối đất nè. Đó, trụ ranh của mình nè. Bên đó thì em cũng thấy có một cây trụ ranh luôn. Và cái phía ngược lại ở bên đây á, phần bên đây thì em cũng thấy có một cây trụ ranh luôn. Thì nói chung đất mình á, xung quanh là đã có cắm trụ ranh giới rồi, cho nên là cô chú anh chị mình có thể yên tâm về cái phần ranh giới đất nha. Sổ hồng á thì có đầy đủ luôn, giấy tờ pháp lý rõ ràng ha. Đó, rất là bình yên luôn. Cảnh cũng rất là đẹp luôn ha. Rồi thì để em sẽ mở định vị lên để cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Đất của mình thì sẽ được nằm ở hướng đông nha. Rồi thì cô chú anh chị cùng xem nè ha. Cái nút màu xanh xanh là vị trí em đang đứng ở đất của mình, thì đây là phần cuối đất của mình luôn nè. Giáp, đây để em sẽ phóng lên ha. Này, thì đây là cái con đường công cộng, con đường bê tông công cộng ở phía trước đất của mình nè, giáp ranh với đất của mình. Bên đây là có nhà hàng xóm, bên đây cũng có nhà hàng xóm luôn. Đất mình là chạy dài từ đây xuống tới cái vị trí này luôn, và em đang đứng ở cuối đất nè. Đó, cô chú anh chị mình thấy rõ không ta? Đó. Xung quanh thì dân cư rất là đông rồi. Thì từ vị trí đất mình ở đây nha, mà cô chú anh chị mình đi về tới ngay chỗ mà đường tỉnh lộ 879 á, thì trung bình mình đi chỉ có khoảng 2,1 cây số thôi. Đây cô chú anh chị xem nè, mình đi chỉ có 2,1 cây số là mình sẽ về tới đường tỉnh lộ 879. Thì từ cái đường tỉnh lộ 879 đó, mình rẽ phải là mình đi về chợ Bến Tranh, về ngã tư Lương Phú, đường dẫn lên cao tốc nè. Còn mà mình rẽ trái là mình sẽ đi về thành phố Mỹ Tho nha. Rồi để em sẽ mở thử chữ chợ coi ở đây thì cô chú anh chị mình có thể đi chợ nào ha. Em thấy gần mình thì sẽ có chợ Bến Tranh nè. Thì từ đây mà cô chú anh chị mình đi chợ Bến Tranh thì chỉ có tầm khoảng 3 cây số thôi. Mình đi thì chỉ tầm khoảng 7 phút thôi là mình sẽ về tới chợ Bến Tranh nha. Đó, 3 cây số 7 phút thôi. Thì xung quanh ở chợ Bến Tranh nè, sẽ có siêu thị Điện Máy Xanh nè, có ủy ban nè ha, rồi có trạm y tế luôn. Rồi em thấy có siêu thị Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh nè, rồi cửa hàng tạp hóa, chùa đồ này kia nè, sân vận động đồ luôn nè. Quán ăn, quán cà phê là đầy đủ luôn. Mình đi chỉ có 3 cây số 7 phút là sẽ tới nha. Còn nếu như mà từ vị trí đất mình ở đây á, cô chú anh chị mình cho con em mình đi trường học này kia á, thì để em coi thử ha. Xung quanh đó thì em thấy cũng khá là nhiều luôn. Ở trên đây thì sẽ có trường tiểu học Lương Phú nè, rồi trường trung học cơ sở Lương Hòa Lạc luôn. Trung bình mà cô chú anh chị mình đi là tầm khoảng 2,2 cây số thôi ha. Đây, mình đi chỉ có khoảng 2,2 cây số, khoảng 5 phút á, là ra ngay chỗ cái đoạn mà đầu tỉnh lộ 879 á, sẽ có trường tiểu học Lương Phú nè, rồi có trường mẫu giáo Lương Phú, Lương Hòa Lạc nè ha. Đó, là có đầy đủ luôn. Trên đây á, thì sẽ có trường trung học cơ sở luôn. Mình đi chỉ có khoảng 5 phút đến 10 phút thôi là cô chú anh chị sẽ tới chợ, trường học, ủy ban đầy đủ hết luôn ha. Còn nếu như mà từ vị trí đất của mình ở đây á nha, cô chú anh chị mình đi về tới ngay chỗ mà thị trấn Tầm Du của tỉnh Long An á, thì trung bình mình đi chỉ có 12 cây số thôi, khoảng 23 phút là mình sẽ về tới thị trấn Tầm Du của tỉnh Long An nha. Này, thì đây là thị trấn Tầm Du nè. Đó. Mình đi chỉ có 12 cây số, khoảng 23 phút là tới thôi. Vậy tính ra từ vị trí đất mình mà về Long An cũng khá là gần luôn ha.
Còn từ vị trí đất của mình ở đây á, mà cô chú anh chị mình đi về tới ngay chỗ mà trường Đại học Tiền Giang cơ sở 2 á, là trung bình mình đi chỉ có khoảng 5,8 cây số thôi. Đó, cô chú anh chị mình đi chỉ có khoảng 12 phút là mình về tới trường Đại học Tiền Giang cơ sở 2, nằm trên cái đoạn mà đường dẫn lên cao tốc luôn á. Hoặc là từ vị trí của đất mình ở đây á, cô chú anh chị mình muốn đi về tới thành phố Mỹ Tho ngay chỗ màu dòng xoay quảng trường á, mình đi chỉ có khoảng 5,1 cây số thôi. Cô chú anh chị mình đi là khoảng 10 phút là mình sẽ về tới vòng xoay quảng trường của thành phố Mỹ Tho. Thì xét bên đó là sẽ có quảng trường nè ha, rồi có trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Tiền Giang nè, có nhà thiếu nhi, có nhà văn hóa là đầy đủ luôn, mình đi chỉ có 10 phút thôi. Hoặc là nếu như từ vị trí đất mình ở đây á, cô chú anh chị mình đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì mình đi là khoảng 59 cây số. Cô chú anh chị mình đi là khoảng 1 giờ 30 phút là mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi thì nếu như mà cô chú anh chị nào có quan tâm tới miếng đất này á, thì mình có thể liên hệ cho bên công ty nhà đất Quyền Trang Thái để tụi em có thể dẫn cô chú anh chị đi xem đất nè. Và sau đó là mình sẽ gặp chủ thương lượng về giá cả luôn ha. Đất á, thì có sổ hồng sẵn nè, ranh giới thì có rõ ràng hết luôn. Xung quanh đất là không có màu mã gì hết, đất thì cũng cao ráo nè ha. Nếu mà cô chú anh chị mình có thể xây nhà vườn nè, hoặc là mình có thể phân lô tách thửa ra để bán ha. Tổng diện tích đó là khoảng 2.549 m², có 300 m² thổ cư. Mặt tiền bề ngang là 35m8, hậu là khoảng 42m. Chiều sâu vô thì trung bình một bên là 70, một bên là 77 ha. Chủ kêu giá là 1.950.000 1.000 m². Nếu cô chú anh chị mình muốn mua hết thì chủ vẫn bán hết luôn. Còn nếu như mà mình muốn mua phân nữa thì chủ vẫn cắt ra để bán cho cô chú anh chị mình luôn ha. Thì cứ chủ bán là 1.950.000 1.000 m² thì mình đo ra một công mấy thì mình sẽ tính tiền bao nhiêu ha. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết video của em nha.